xin chào các bạn cùng trở lại với khóa học script cơ bản tại F8. ở trong video này thì chúng ta sẽ cùng nhau ôn lại kiến thức cũ và tại sao lại phải ôn lại kiến thức cũ hẳn một video như này? Bởi vì lý do là mình quan sát ở cái bài tập sau khi các bạn làm đây bài về Excel DOM đây những cái bài tập mình giao ở đây thì dựa vào cái kết quả các bạn làm mình nhận thấy rằng là các bạn vẫn chưa nắm chắc về những cái kiến thức chúng ta đã vừa học ở trong những video trước. vì vậy là mình làm hẳn một video này để mình có thể giới thiệu lại cho các bạn những cái thuộc tính này. Thì bây giờ các bạn quan tâm vào đây nhé Đầu tiên là mình sẽ ôn với các bạn năm cái phương thức đầu tiên khi làm việc với cái đối tượng của mình. Thì đây là năm phương thức để giúp các bạn có thể kết ra những cái element của Dome đúng không Thì bây giờ các bạn chú ý vào chỗ này nhé Trong tất cả năm cái phương thức này thằng số 6, số 7 này chúng ta sẽ nói sau Thì trong tất cả năm cái phương thức này thì chỉ có hai thằng nó sẽ trả về trực tiếp element thôi Đó chính là thằng số 1 và thằng số 4 ở đây Chính là thằng get element by id và thằng query selector Các bạn nhé đó, thì bây giờ nếu mà các bạn chú ý một chút về tiếng Anh ấy, thì các bạn sẽ nhận thấy rằng là có duy nhất cái ông số 1 và ông số 4 này, ông ấy thể hiện ở cái dạng số ít. Số ít ở đây có nghĩa là gì? Là chỉ có một phần tử thôi, hoặc là chỉ có một đối tượng thôi. Thế nên là cái tên nó đã nói lên tất cả rồi. Get element các bạn để ý cái chữ element nó không hề có chữ s, có nghĩa là element nó là chỉ là gì ạ? Là một cái element thôi. Còn ở đây cái ông số 2 này là get elements các bạn thấy không ạ có cái chữ c đây cái âm c đây chính là cái chữ s của nó thì ở đây nó đang thể hiện rằng gì là get nhiều cái element chứ không phải một còn cái ông query selector ở đây là ông cũng viết là dạng số ít đây query selector tức là ở đây là nó cũng không hẳn là dạng số ít nhưng nhìn vào cái từ này chúng ta sẽ biết rằng là ông ấy chỉ select ra một đối tượng thôi bởi vì ông chỉ đơn giản là query selector có nghĩa là cái cái câu truy vấn để lựa chọn các bạn nhé lựa chọn thôi chứ không phải là lựa chọn nhiều Đấy. còn cái câu số 5 ở đây nó thêm cái từ all ở đây có nghĩa là tất cả. Thì có nghĩa là ông này là sử dụng cái câu truy vấn để lựa chọn ra tất cả. Đấy, thì các bạn chú ý elements và gì ạ? Và cái chữ all này nó đang thể hiện là nó lấy nhiều. Thế nên là nó sẽ không trả về trực tiếp element cho các bạn mà chỉ có cái ông là get element by id và cái ông là query selector là trả lại trực tiếp element cho các bạn thôi. Tại sao mình phải giải thích cái phần này? Bởi vì cái bài này đây. Chính cái bài này. Đây, bài số 3. Các bạn chú ý đó thì khi cái bài này mình không hề đặt một cái class nào đây cả, Đấy, các bạn chỉ nhìn thấy cái tag name ở đây thôi, thì bắt đầu cái yêu cầu của mình là gì là lấy thẻ h1 element lấy h1 element và lưu vào biến là h1 element đó tương tự như vậy với h2 h3 thì lập tức là các bạn không thấy cái class hoặc là id nào đây, thế nên là các bạn loại trừ luôn cái phương án là sử dụng gì sử dụng thằng get element by id và khi đó là cũng loại trừ luôn ông class name bởi vì không có class name, nhưng khi đó là các bạn nhìn thấy là by tag name là các bạn sẽ nghĩ ngay bởi vì là tag name đó tag name ở đây là những cái tag đây, những cái tên thẻ đây. Lập tức các bạn sử dụng và các bạn một số bạn chủ quan là các bạn sẽ bị fail ngay cái bài này, sẽ bị sai. Còn một số bạn thì lại làm sao? Hiểu vấn đề thì các bạn sẽ pass qua được nhưng mình kiểm tra thì đấy là số ít thôi, các bạn thường là sẽ bị hiểu nhầm. Còn một số bạn khác nữa thì các bạn sẽ nhận ra rằng là à sử dụng thằng query trong trường hợp này rất là đơn giản và ngắn gọn. Thế nên là các bạn sử dụng cái thằng này. Đó. Thế nên là bây giờ mình sẽ ví dụ cho các bạn cái trường hợp bị sai là như nào và trường hợp đúng như nào ở trong bài này ví dụ như các bạn nghĩ sai nhé, trường hợp sai chúng ta xét trước đây, các bạn sẽ lập tức đọc cái yêu cầu là lấy thẻ h1, đây này lấy h1 element và lưu vào biến h1 element, thì các bạn sẽ đi tạo một cái biến là h1 element, các bạn sẽ bằng job comment chấm thằng get element by class name đây, là by tag name đây, đó và các bạn đưa vào đây là gì, h1 và tương tự như vậy các bạn làm ra với thẻ h2, h3, h2 này, h3 này đúng không? và các bạn bấm chạy thử, đó lập tức là các bạn bị sai ngay lập tức, lý do rất đơn giản thôi, bởi vì cái ông uh, class name và ông tag name và ông query selector là ông không trả về trực tiếp element cho các bạn. Và các bạn chú ý rằng là khi mình ra bài tập thì mình rất chú ý về câu từ. Khi mình nói là lấy h1 element, có nghĩa là mình đang bảo các bạn là lấy element chứ không phải là lấy node list, cũng không phải là lấy gì ạ HTML collection. Element là element, được chưa ạ? Thì có nghĩa như thế nào là element nào? Quay trở lại ví dụ. Element là khi các bạn nó ra mà các bạn nhìn thấy luôn cái element ở bên cái thằng depth tool này. Được chưa? Đó thì đấy là cái cách để các bạn có thể nhận biết. Ví dụ như bây giờ mình select ra cái thằng id là heading này. Thì mình có thể dễ dàng mình sử dụng là gì? À, và heading là đặc biến này bằng document chấm query uh, query selector cũng được. Thì bây giờ mình có thể là gì? thằng heading. Đó. Mình enter xuống dòng cho các bạn dễ nhìn. Đó. Thì tại sao lại là thằng heading ở đây? Thì query selector đơn giản là nó select theo CSS selector. Đúng không ạ? và ở đây là nó chỉ select ra một thằng thôi thế nên là cho dù có hai thằng cùng heading như này thì nó cũng chỉ luôn lấy ra một thằng và chúng ta sẽ yên tâm luôn là chúng ta cũng sẽ không vi phạm nguyên tắc đặt id sẽ không có trường hợp là hai id cùng là heading trong một cái page của chúng ta đúng không bây giờ mình sẽ có slot các bạn cùng nhìn nếu mà sử dụng cái thằng trình duyệt chrome hoặc là cốc cốc các bạn sẽ nhìn thấy ngay đó đây là element này khi cái thằng depth show nó hiển thị thẳng luôn cái element này đây là element Đấy ạ. Thì vì vậy là cái bài tập của mình Mình nói với các bạn rằng là Lấy H1 element Có nghĩa là mình đang nói với các bạn rằng là Lấy ra cái H1 element này Chứ không phải là cái gì Đây, trong cái trường hợp sai là các bạn sẽ Sử dụng cái thằng gì uh, Get element by tag name Đó, một số bạn sẽ nghĩ là như thế này Và các bạn đưa cái tag name vào đây là H1 đúng không H1 này Bây giờ ở đây là mình có khai thẻ H1 chẳng hạn Đấy, thì các bạn chú ý nhé có hai thằng là by class name và by tag name nó sẽ trả lại cho các bạn một cái đối tượng gọi là thằng HTML collection nó giống như một cái mảng đó các bạn nhìn thấy không ạ nó trả lại đây mình sóng phóng phóng rộng cho các bạn dễ nhìn nhá đó nó trả lại cho các bạn hai thằng HTML collection à không mình xin lỗi là một thằng một cái uh, đối tượng HTML collection và có độ dài là hai là chính là hai thẻ h1 của chúng ta đấy bởi vì mình đang query sao à, mình đang select theo tag name là h1 mà đây thẻ thứ nhất thẻ thứ hai đó mà cái bài tập của mình thì mình yêu cầu các bạn là gì lấy element chứ không phải là lấy gì ạ? À? Không phải là lấy cái thằng HTML collection này. Thế nên là lập tức là các bạn viết như thế này là không thể qua được bài tập. Element là cái nào? Trong trường hợp này thì đây là một collection và nó chứa hai cái element. Đây là một element và đây là một element. Thế nên là ở đây cái đặc tính của HTML collection và Note list nó sẽ giống với thằng array. Cái điểm khác nhau thì mình chưa bàn tới nhưng tuy nhiên là mình đang bàn tới cái việc là nó giống với array, nó gần giống luôn. Thế nên là cái việc mà các bạn muốn truy cập vào vào cái phần tử thứ nhất của array thì rất là đơn giản sử dụng index đúng không ạ đây thì mình sẽ lại có thể truy cập vào cho các bạn nhìn thấy ở đây là mình sẽ đổi tên biến thành số nhiều cho nó hợp lý hơn nhá bởi vì mình đã select nhiều mà mở ngoặc vuông và truyền index vào đây mình muốn lấy phần tử thứ nhất là gì là không refresh đó nó sẽ trả lại cái thẻ h một thứ nhất đây còn bây giờ mình muốn lấy cái thẻ thứ hai là gì thì index của nó sẽ là một nó là kiến thức của array đúng không đó ok thì ở đây là các bạn đang bị nhầm lẫn thế nên là các bạn sẽ không pass qua cái bài này được đó thế nên là bây giờ giải quyết bài này rất là đơn giản thôi chúng ta chỉ cần làm sao chuyển vào đây cái phần tử số 0 thôi bởi vì làm sao nó đang trả lại cho chúng ta một cái collection html collection thế nên là chúng ta cần lấy ra cái phần tử ở đây là gì là phần tử element nằm trong collection cơ co. thế nên là bây giờ mình chạy thử rồi pass bây giờ mình chạy nộp bài luôn này đó các bạn thấy không ạ thì có nghĩa là gì khi làm bài tập ấy thì các bạn hết sức là chú ý giúp mình về cái việc là về câu từ đôi khi bài tập mình giao ra thì nó sẽ bị sai nó là cái lỗi chính tả nó là cái nhầm lẫn về mặt logic về kỹ thuật thì mình có mình chắc chắn là mình cũng sẽ nhầm nhưng tuy nhiên đa phần ấy thì mình sẽ không nhầm cái trường hợp nhầm nó chỉ là trường hợp ít thôi thế nên là các bạn chú ý về câu từ giúp mình ví dụ như mình nói là lấy element thì có nghĩa là các bạn lấy element mình nói là lấy node list thì lúc đó là các bạn mới làm sao mới sử dụng node list và mình nói là lấy html collection thì các bạn sẽ lấy html collection được chưa ok thì chú ý về mặt câu từ để làm bài tập tốt hơn nhá và cũng giúp các bạn nắm chắc kiến thức hơn bởi vì khi các bạn phân biệt được thế nào là element thế nào là html collection thế nào là node list nó sẽ giúp các bạn củng cố cái kiến thức của bạn cực kỳ nắm chắc và mình cũng nói luôn là để mình có thể phát triển được những cái tool ví dụ như kiểu là con MyCV đây. Các bạn nhìn cái phần editor của nó cực kỳ là phức tạp. Nếu mà các bạn phân tích kỹ ra ấy, thì con này mình khẳng định với các bạn editor rất phức tạp. Ví dụ như cái phần này nó tự viết nhé phần phần bên dưới này các bạn có thể tùy chỉnh. Click chuột vào bất cứ chỗ nào các bạn đều có thể viết được. Những cái phần bên trên này này, phần thư xin việc này nó còn tự viết cơ. Đây các bạn chắc là chưa biết cái điều này. Đây số 1, số 2 này, mình có thể đổi văn nhé các bạn thấy không? Đây là một cái cách hành văn khác. À mình mình không thích cái cách hàm văn này mình cứ đổi sang cách này. Đó. Hoặc là thậm chí là đây là cái phần này mình đang hỏi rằng là các bạn biết được cái công việc này ở đâu. Uh, biết được cái công việc uh, của nơi offline này ở đâu thì các bạn chỉ cần trả lời qua job ad thì nó sẽ uh, qua quảng cáo công việc đấy thì nó sẽ sinh ra một cái câu tương ứng. Bây giờ mình chọn vào một cái câu trả lời khác nó lại sinh ra một câu tương ứng. Ví dụ như mình chọn một cái câu trả lời là qua cái người đã từng liên lạc nhá. Đó, thì bắt đầu nó lại còn hỏi là thế liên lạc qua đâu? Qua phone này thì nó sinh ra một cái câu là by đây, discuss by phone đây các bạn thấy không ạ? Và nếu mà mình chọn qua email này đó, nó lại là thay đổi nội dung để phù hợp. Nhưng nếu mình không thích nội dung này thì mình có ba version cơ. Đổi sang version 2. Đó lại vẫn là gì? Tao đã từng phản hồi qua email với mày đây, kiểu vậy. Đó, bấm vào đây, nó lại thay đổi. Đó. Thì bây giờ các bạn nhìn thấy nó thay đổi như này dựa vào câu trả lời của khách hàng của user nó có thể tự thay đổi nội dung. Đấy ạ, và các bạn hover nó còn vàng lên này các bạn thấy không? Hover phần nào nó còn vàng phần đấy lên. Nhưng đương nhiên các bạn vẫn có thể viết vào đây cơ. Đó, các bạn đặt chuột đây các bạn viết thoải mái. Mà các bạn trả lời vào đây thì nó lại tự sinh ra các bạn, ba version của các bạn. Tùy vào câu trả lời các bạn thì tự sinh ra thậm chí nếu mà các bạn kéo xuống phần dưới này, đây cho các bạn biết luôn là cái phần này, đây hỏi về là những cái cách làm việc của mày, đây, cách làm việc của mày là như nào, đó đang hỏi như vậy, thì ở đây là uh, các bạn có đức tính gì, có những cái điểm tốt gì các bạn tích vào đây, đấy các bạn thấy văn tự sinh này đó đây là nó hiện chữ và này là bởi vì do mình đang việt hóa hơi nửa trường trước là mình làm con này ở thị trường nước ngoài đó nhưng các bạn nhìn thấy không tự sinh ra văn và đương nhiên các bạn lại vẫn có thể thò tay vào để biết thêm nữa cơ đó không thích version này lại chọn version kia đó thì những cái thao tác này nha các bạn lưu ý rằng là cái cv ấy, nó không có một cái thư viện nào để support các bạn làm cái việc này đâu bởi vì cái nghiệp vụ làm cv nó không nhiều thế nên là để cốt ra cái con cv này ấy, thì cái kiến thức của mình về dom mình phải nắm cực chi tiết thật nhỏ từ cái việc là Uh, di chuyển cái con trỏ chuột ở trên cái layout nó sẽ có những cái điều gì xảy ra cho đến cái việc là bôi đen dòng chữ nó có điều gì xảy ra thì mình đều phải nắm được nó trong tay kiến thức đó mình đều phải nắm chắc trong tay thì khi đó mình mới có thể cốt lên được cái editor như thế này thế nên là mình mong với các bạn là các bạn hãy đầu tư thời gian và thật chú ý vào giúp mình để nắm được những cái kiến thức ở trong này từng câu từng từ element là element node list là Not list html collection là html collection được chưa node attribute là attribute node element là node element và node gì ạ Note tech là note tech Các bạn phải nắm chắc trong lòng bàn tay Hỏi một cái là phải phân biệt được ngay Thì khi đó các bạn mới có thể làm ra những cái chức năng nó phức tạp hơn Được chưa ạ? Thì đương nhiên là các bạn mới học xong thì sẽ không thể làm được Nhưng nó đòi hỏi là cái nền móng của các bạn phải vững chắc chính là cái nền mà các bạn đang học cùng mình đây mình đang rất là tâm huyết muốn chia sẻ cho các bạn tất cả những cái kiến thức cơ bản này nhưng thường thường thì mình thấy các bạn lại không chú ý vào những cái phần lý thuyết này đa phần là các bạn sẽ thường mong móng mong ngóng vào cái phần thực hành ấy mong móng là làm thật nhanh sản phẩm ấy thì cái cách đó các bạn sớm có được sản phẩm thì cái kiến thức nền các bạn lại không được chắc và không không chắc thì dẫn tới cái việc là các bạn sẽ thường bị hiểu nhầm những cái bài tập này bởi vì các bạn đọc cái thằng này là các bạn không để ý để ý được rằng là mình đang nói là h một element đó bởi vì các bạn vẫn chưa chắc cái từ element này là mình đang muốn nói đến cái điều gì ấy, thế nên là chú ý nhá, ok, chúng ta sẽ bắt đầu học lại thật chắc chắn để giúp các bạn có thể không bị nhầm lẫn nữa được chưa? ok, thì uh, bây giờ mình đưa ra thằng class name này là ví dụ rồi đúng không? nhưng bây giờ mình lại đưa thêm là cái ông class name này cho các bạn xem nhá, nó có class name là heading này, thì bây giờ mình đưa vào đây là class name là heading uh, get element by class name, đó bỏ cái số 1 nó đi để các bạn cùng nhìn nhá đó nó cũng trả về html collection được chưa Thì tóm lại là chỉ có cái ông at uh, element by id và ông query là dạng số ít thì nên là nó mới select lại cho các bạn một element được chưa còn kể cả ông query selector all này nhá thì bây giờ là gì chấm heading nó sẽ trả lại cho các bạn một cái NodeList list đó các bạn thấy không ạ NodeList list và gồm hai element là gì là đây là chính hai cái tháng một của chúng ta và đương nhiên là trong trường hợp này mà muốn lấy ra cái thằng đầu tiên là cũng nó chuyển vào đây số không đó Và chuyển vào số 1 chẳng hạn hoặc là các bạn sử dụng vòng lặp để lấy ra ví dụ như là đây Kể, kể cả Excel Collection và kể cả thằng uh, NodeList các bạn đều có thể sử dụng vòng lặp bởi vì tính chất của nó là giống Array right, được chưa ạ? Uh, bây giờ các bạn có thể là biết là gì? For này và y bằng không đó uh, y sẽ chạy nếu mà y nhỏ hơn gì heading chấm đó và gì y tăng lên uh. đó y sẽ tăng lên và bây giờ ấy thì các bạn có thể làm sao console log ra console log heading chuyển y vào đây đó heading này Chuyển y refresh đó các bạn thấy không ạ nó lặp qua hai lần và mỗi lần nó in cái element của chúng ta ra đó thì đây là gì bên trong nó mới là element element ok chưa rồi thì bây giờ ôn nhanh thêm thằng số 6 và thằng số 7 nhá à, thằng số 6 ấy thì thằng excel collection này thì như mình nói rồi nó sẽ có một số thẻ ở trong html trong dom của chúng ta nó sẽ được quy thành excel collection ví dụ như thẻ img này thẻ form này Uh, cái này nói qua thôi nhá các bạn xem lại video trước nếu mà quên uh, thể thẻ mg thẻ a này đó kiểu kiểu như vậy thì bây giờ mình có thể có solo cho các bạn nhìn thấy con solo ví dụ như là mình uh, có solo là document chấm form chẳng hạn đó thì nó sẽ in ra tất cả những cái thể uh, trả lại trả lại cho các bạn một xml collection và như mình nói nó giống mảng đúng không? bây giờ bên những cái phần tử ở trong này sẽ là những cái thể form tồn tại trong DOM của chúng ta. Bây giờ mình sẽ tạo ra thẻ form nhá. Form này mình đặt một cái ID cho nó đi để cho nó hiện ra cái ID cho các bạn hình dung ra ID là bằng form 1 nhá đó form 2 nhá refresh này đó lập tức trả về cho các bạn cái form thì sau này mình có một cái bài tập nào mình yêu cầu các bạn là lấy ra thẻ form chẳng hạn thì lúc đó các bạn không nhất thiết phải lấy qua ID cũng không nhất thiết phải lấy qua class name hay tag name đúng không các bạn chỉ đơn giản là gì đây document form và gì là đây form một này mở ngoặc form một này chẳng hạn nhá truyền chuỗi vào đây kiến thức giống array đúng không form một này đó các bạn thấy không ạ trả về form một này form hai này đó hoặc là gì số 0 này lấy cái form đầu tiên này đó số 1 lấy form thứ hai này đó thì đấy là thằng Excel Collection thì nó có những cái thẻ khác như mình vừa nói thẻ A này thẻ IMG này một vài thẻ nữa thì các bạn cứ có thể search cái từ này lên trên Google để tìm hiểu thêm được chưa? Còn dấu của mình chấm dry này ấy, thì mình nói thêm bởi vì cái này thực tế trong thực tế thì nó rất ít khi sử dụng nhưng mình muốn nói để các bạn hiểu cái đặc tính của nó thì đặc tính của thằng này ấy, thì không phải là các bạn cứ gọi nó là nó sẽ uh, in ra cái nội dung nằm uh, ở ở cuối trang web của các bạn đâu bình thường các bạn sẽ gọi như này đúng không? Ví dụ nha mình in ra một cái chữ là hello chẳng hạn các bạn sẽ thấy nó in xuống cuối Đó nó in xuống cuối như thế này Thì các bạn sẽ nghĩ rằng là nó sẽ nào luôn nằm ở cuối đúng không? Nhưng thực ra không phải đâu Chẳng qua là do cái file JS uh, của chúng ta là đang nằm ở cuối, các bạn thấy không ạ, file JS của chúng ta đây Đang nằm ở bên dưới những cái thằng này Thế nên là cái đoạn JS này sẽ được thực thi uh, Sau khi Nó hiển thị ra những dom này, thế nên là sao ạ Nó sẽ đem lại cái hiệu quả là gì Là nó, nó đem lại cái việc là nó in ra cái chữ hello này ở cuối Và ở đây thì các bạn đặt ở đâu ấy thì nó in ra ở đó thôi chứ không phải là in ra cuối đâu. Bây giờ mình comment lại để cho các bạn nhìn ra nhá. Mình đặt vào giữa cái ông heading một và heading hai nhá. Đây, giữa heading một và heading hai chỗ này nhá. Đó. Và mình viết ra một cái thẻ script này. Đó. Viết code HTML vào đây. Refresh. Đó các bạn thấy không ạ? Chữ hello nằm ở giữa. Thì đặc tính của ông này là ông ấy sẽ uh, ngay sau khi ông ấy được thực thi là ông ấy sẽ in ra cái dòng Uh, chữ mà các bạn truyền uh, vào trong thằng uh, document.write này. Đây để mình soi hẳn vào đây cho các bạn nhìn thấy nhá. Soi vào chữ hello này. Đây bên uh, tab element này. Mở body ra này. Đó, đây là cái đoạn mà mình viết là uh, roi hello và các bạn nhìn thấy đây, nó in ra ngay đằng sau luôn. Đó cứ thực thi một cái là nó in ra luôn được chưa đó thì ở đây là nó còn liên quan đến kiến thức nâng cao nữa để sau này các bạn sẽ còn biết là cái luồng nó không phải là lúc nào cái file này nó cũng sẽ thực thi nó sẽ có một cái vài một vài cái option để cho các bạn có thể quyết định rằng là cái file js được thực thi ngay ngay tại cái đoạn cái ngay 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 khi cái trình duyệt nó đọc tới hay không hay là nó lại đợi rằng là cái phần Excel được tải trước sau đó nó mới tải js nó lại còn chia làm những cái trường hợp là Uh, viết uh, trực tiếp uh, JS vào trong thẻ script Hoặc là trong cái trường hợp là sử dụng external nữa cơ Nó còn khác một chút Nhưng tuy nhiên cái này thì kiến thức này nó cũng uh, Không thực sự cần thiết tại thời điểm này Thế nên mình nói qua để các bạn hiểu rằng là document.write Là nó sẽ ghi ra thẳng luôn Cái uh, khi mà nó được thực thi Ngay đằng sau khi nó thực thi các bạn nhé Còn uh, cái đặc tính của thằng này ấy, thì Nếu mà các bạn ghi nó sau khi cái zone của các bạn được tải xong ấy Thì lúc đó là nó sẽ còn override lại Tức là nó sẽ ghi đè lại tất cả những cái nội dung body của các bạn luôn Ví dụ nhé bây giờ đây này mình chạy ở trong cái trường hợp là cái Dome này đang được tải xong rồi nhá mình chạy cái thằng này mình chạy nhá đó lập tức đom chúng ta mất hết luôn các bạn thấy không hoặc là bây giờ mình quay sang f 8 nhá mình có thể mở cái thằng tab console của lên của nó lên các bạn nhìn thấy f 8 đây đang rất là nhiều phần tử trong Dome đúng không bây giờ mình chạy cái thằng này nhá đó các bạn thấy không ạ tất cả nội dung Dome của chúng ta đã biến mất và nó chỉ còn duy nhất cái thằng hello ở trong body thôi đó các bạn nhìn thấy không ạ thì có nghĩa là gì là khi mà chúng ta chạy nó ở trong cái đoạn mã này này Đó, hoặc là trong cái file script này này Thì khi đó cái zone của chúng ta chưa hoàn toàn được tải xong Bởi vì các bạn nhìn đây Để cái zone của chúng ta nó được tải xong ấy Để để HTML của chúng ta được tải xong hoàn toàn ấy Nó sẽ phải đọc đến tận cái thẻ HTML cuối cùng ấy cơ Thì khi đó zone của chúng ta mới chính thức là được tải xong Thế nên là Ở đây là chúng ta đang chạy Trong cái quá trình mà zone nó đang được path Nó đang được đọc các bạn nhé Đang được đang được dịch ra thành zone ấy Đang đọc từ HTML thành zone ấy Thế nên là lúc đó nó sẽ làm sao ạ đọc đến đâu và thực thi đến đó và nó đọc đến thằng write này thì nó write ra luôn ở đây được chưa nhưng nếu mà các bạn lại thực thi cái thằng này sau khi dom của các bạn đã được tải xong thì lúc đó nó sẽ ghi đè lại tất cả luôn và lúc đó là nó sẽ xóa hết đi nó thay nội dung của nó vào thằng body đó nhưng cái này mình nói thêm mở rộng với các bạn, các bạn yên tâm là cái thằng document.write này rất ít khi được sử dụng. Mình nói để các bạn nắm được cái đặc tính của nó thôi, tránh nhầm lẫn, được chưa ạ? Ok thì nội dung video này cũng khá là dài rồi và chúng ta kết thúc tại đây. Xin chào các bạn và gặp lại các bạn trong những bài học tiếp theo.